10 giờ 30 tối 13 tháng 6 2020. Đây là khúc của Nguyễn Chi Phương và An Dương Vương ha. Nguyễn Chi Phương đúng không ta? Chị Dung với anh Sang ở Nhật, em xin 400 ngàn ha, gửi cho chú bán vé số này 200 ngàn, chú vé số bên kia 200 ngàn. Chú nãy cái mắt của chú là chú nói bị gì? Quá trời luôn. Năm nay chú bao nhiêu tuổi chú? 65. Chào các bạn. Hiện tại là khoảng 7 giờ 30 tối ngày 13 tháng 6 năm 2020 ha. Bầu trời đỏ rực và vẫn đang mưa. Hồi chiều này là khoảng độ 3 giờ 30 chiều do ảnh hưởng bão số 1 á, mưa rất là lớn và mưa tới giờ luôn nè. Thì hồi trưa này mình có nhờ bà ngoại làm giùm mình 130 phần mì xào chay để tối hôm nay đi phát cho người vô gia cư ha. Tuy nhiên là trời mưa thế này thì không biết là người vô gia cư có ở trên các con đường không. Tại hôm bữa là sau khi mưa mình có đi phát 100 ổ bánh mì và phải nói rất là khó để tìm mà được 100 người vô gia cư á. Thì thôi tối hôm nay tùy duyên ha. Mình sẽ cố gắng để phát cho người vô gia cư hoặc là những người lao động về đêm mà có hoàn cảnh khó khăn ở Sài Gòn. Bây giờ thì mình vẫn đang đợi cho bớt mưa chút xíu rồi mình sẽ qua nhà bà ngoại. Đây các bạn. Ba người. Thay đồ này đồ kia. Bà ô xin vừa giặt xong đó, cái tiện tay lấy mặt tiếp. Giờ này thì có chị Trinh bà ngoại làm, bé ba phụ vô bịch. Hôm nay mình làm mấy hộp? Nay anh Phi nhà tự làm đúng không? Bà lấy vlog tự làm. Đã hết xong chưa bà? Tao quay làm hộp xong để qua đây coi. Làm hộp xong quay qua đây đi đường coi. Có đậu phộng không? Có đậu phộng luôn. Mưa trong phòng anh kìa, trong bên bên kia trái kìa. Rồi 130 phần mì xào chay, tiền tài trợ từ chị Mỹ Hạnh bên Mỹ ha, 2 triệu đồng một phần mì xào chay là 15.000 đồng. Trời vẫn mưa, quyết định đi luôn. Rồi anh Lùng, anh Lượm, Nhân Minh, bé Quỳnh. Có áo mưa của anh đó. Đâu? Ở trong nhà bên chỗ nhà bà ngoại bên phía tay phải đó. Áo mưa hơi dài nha, phải kéo lên á cái tảo á. Không có mưa lớn lắm đâu. Lượm với lụt đâu rồi ta? Không có đang lại trước đó. Thank you.
ngoài chở tới Minh rồi, Minh chở mình suốt rồi 2 tháng. Tài xế chính. Thôi, không cho ba. Quay về đi dựng tường chứ mình. Hả? Em đi dựng tường chứ đó, nó biết không? Trái vào Triệu Quang Phục, quận 5. Giao lộ Trần Hưng Đạo. Quẹo vào đường Nguyễn Trãi, bên phía trái Nghĩa An Hội Quán. Hội Quán xuống chân. Dừng đèn đỏ đi. Quỳnh nói đi đổ xăng hả? Nguyễn Trãi. Giờ quẹo trái. Nguyễn Tri Phương. Ngô Gia Tự, quận 10. Qua đi, xích lô kìa, cho họ đi. Hai chú xích lô có phần ăn rồi, không có lấy. Ở cái người lao động mà lại luôn á.
quên quên qua đây nè. Lý Thái Tổ mời. Lý Thái Tổ. Trời mưa đi ngủ hết rồi sao á? Bên phía tay phải là bệnh viện Nhi Đồng. Chú ơi, ăn mì xào chú, mì xào chay nha. Rồi, chào chú. Có mai chị em đỡ, ổng nằm lại trong 60-70 tuổi rồi. Bệnh viện Nhi Đồng. Có nhiều khi là đưa con đi khám bệnh đó, không ha, nhiều khi không có tiền, không ra ngoài ngủ. Qua bệnh lấy mà em đi anh. Cái đó là sầu chay nha, bữa nay chay nha. Dạ. Rồi, cho bảo vệ đi. Cho đi. Nếu mà là bảo vệ cứ cho đi, là bảo vệ mà. Dạ. Bán ai hả? Cầu vượt 3/2. Cái người quét rác thấy tội cho họ luôn đi. Cho quét rác đi. Lấy 2 hộp luôn ha. Có ai cho giùm em. Rồi. Mà thường là quét rác họ đi hai đội mà đúng không? Đội 2 người. 2 người 4 người. Đó đây nè. Xe ôm hả cho? Rồi, ok, xe ôm cho 1 phần. Rồi. Dạ. Chút quay lại. Wow, bên kia đông dữ vậy. Thôi lát mình qua bển cũng được. Một lát mình đi qua bển. Rồi, buôn bán đêm cực khổ cho một phần luôn. Bánh su su. Nè, ở đây nè. Đồ chay không lấy hả? Đồ chay không lấy. Lấy không? Ơi đặc biệt lắm. Không phải, rõ ràng là vậy mà, đâu phải được. Ai cũng ăn chay được đâu. Rõ ràng là vậy luôn. Đại đa số là mọi người chỉ thích ăn mặn. Khổ, người họ cần ăn mặn nhiều đó có sức hơn. Có sức lao động. Rồi bước vô đi cô.
rồi 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 cái này đồ chay nha chú nha. Cho đi đồ chay nha, mì xào chay. Đưa cho cô đi. Cô lớn tuổi rồi. Chú nhớ không? Hồi bữa con gặp chú ở Lý Vĩnh Thắng á. À rồi chào chú. Quay lại tới đoạn này mới cho nè. Đưa chảnh đi. Mày che rồi. Cô kia có bán vé số sao? Rồi đi. Phải. À chú đó. Rồi đi. Cuốn thò dây nha cô. Để cho bà nó rồi.
có nhóm nào cho có nhóm gì cho anh không? Cá bánh giò của mừng. Em không biết bánh giò nha. Bánh giò ngon mà. Bánh ú à, bánh ú, bánh à. Không, chú mang tổ ăn à. Có mình tổ ăn à. Không thích đồ chay. Ở đây bắt kè không lấy à. Ở cái anh hút rác này em ăn. À, rồi chào anh. Dạ. Chú ăn bún xào chay không? Bún xào chay. Ơ trời ơi còn quá chứ hai hộp đi chưa có gì được hết sao không có phải. Bữa nay không có ai đi phát đồ cho ăn hả? Phải đúng không? À, tối nay ngủ đâu? Trời ơi chú ở nhà chứ bà thôi ở nhà mà chú ơi xin em chứ còn chú ở nhà ở bên con hắn nè. Ờ vậy hả? Ờ vậy cũng được. Ủa chú lang thang cơ nhờ, lang thang chứ. Rồi chào chú. Dạ. Chú không phải là không nhà đâu. Dạ, dạ. Lướt qua. Đó là vậy. Không ăn chay hả? Bún xào chay. Chú này cũng lớn tuổi lắm rồi nè. Hôm nay có vẻ mình là một trong hiếm những đội mà đi phát được phát cơm tối á. Ai? Có Eri kêu anh ăn bánh mì Kim Dung nè. À, Kim Dung đó hả? Bánh mì giòn á, mỏng mì ngon á. À, bữa nay tối hết cũng vắng ha. Vắng rồi. Qua đường. Rồi phát đi. Được rồi, phát đi, phát đi. Hai người ngủ vỉa hè. Ba người luôn. Rồi gửi luôn nè. Đó đúng rồi, đó đó. Ở trên loa phim. Nếu mà nó chói vô người ta không đúng, nó chói vô cái máy thì cũng thua. Chung cư Lý Thường Kiệt. Hả? Rồi cho gỗ đi, gửi cho gỗ đi, gửi cho gỗ đi. Dạ.
Rồi gửi cho chú đi. Có đưa đưa con lắm. Đưa đem hỏi con lắm, đánh hai người. Đánh hai người thấy rồi, thấy rồi. Rồi đi lụm cái dâu dài củ xì lượng hình gì đó trời. À, chú đâu ngồi đây mà. Rồi đi. Ba nằm ở đằng kia góc đó đó ha. Rồi khỏi qua nữa, đứng đây quay được rồi. Xong rồi chạy ra lùng ơi. Cho thấy chạy ra chạy ra chạy ra. Rồi ok. Đồ chay ha, bún xào chay. Wow. Sống vỉa hè cũng nhiều ghê bữa nay. Bữa nay chỉ có 1-2 đội đi phát thôi, cho nên là thấy là họ rất là cần. Có một số người thì họ ăn chay. Cho chú thêm phần nữa đi. Đây ông đó đổi. Rồi lấy thêm phần nè, đây nè của Minh nè. Cho chú thêm phần đi. À rồi không lấy nữa hả? Nó tử thêm phần nữa. Qua đây là Nguyễn Chí Thanh. Ở đây là quận 11 rồi. Rồi được rồi, tấp vô vậy nữa. Hả à, mấy người được hả? Quay được thấy à. Đồ chay nói chú đồ chay nha. Hỏi chú bảo vệ ăn luôn không? Gửi cho chú luôn đi. Lớn tuổi rồi. Bún xào chay. Bún xào chay ăn chú. Rồi gửi qua. Chạy xe ôm hả chú? Rồi rồi ok. Lấy đi chú. Rồi, anh ăn không? Anh ăn không? Anh ăn không? Hả? Rồi 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 anh. Nằm cột đèn hả? Rồi ok thôi nhận đi. Ông ngồi bên kia. Rồi. Rồi đi. Ngay trước bệnh viện Chợ Rẫy. Wow, khúc này bệnh viện Chợ Rẫy cũng nhiều dữ vậy ta. Bữa nay không có nước anh ơi, bữa nay có bún xào chay không mà. Cho đi. Sao vậy? Còn nhiêu phần nữa? Hết à. Chạy ở khúc bên Chợ Lớn là không ăn hả? 4-5 phần. Rồi, ok mình đi. Quận kia quận 5 rồi, Quỳnh Media cái quận. Rồi, chào cô. Tướng mày to quá mà mày che hết màn hình tao thấy gì đâu. Đây là Thuận Kiều quận 5. Rồi, rồi cho đi. Ủa? Cho luôn mấy cái tấm ván để nằm không hả trời. Chạy thả tới đi, tới đi. Bún xào chay. Bún xào chay. Treo vô, treo vô. Treo hả? Không được. Mở ra nó mở ra. Đây được không? Đây, ta cái chai không để. Nè, tôi móc vô đây nè, ông cứ cái lỗ bự vậy nè, móc vô cái quai đó. Trời ơi. Rồi thôi chào.
Dạ. Ông muốn sao không vậy? Rồi. Đi làm có một thường là đi một đội là hai người đúng không? Mỗi đường là một người, ở đây nhiều đường lắm. Ờ à, vậy hả? Rồi thôi. Dạ. Rồi. Làm đêm mà. Tao luôn. À. Ờ, thôi được rồi, đi 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 đi. Đi đi. Đi đi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp nha. Mười giờ 30 tối, 13 tháng 6, 2020. Đây là cốt của Nguyễn Chi Phương và An Như Vương ha. Nguyễn Chi Phương đúng không ta? À, chị Dung với anh Sang ở Nhật, em xin 400 ngàn ha. Gửi cho chú bán vé số này 200 ngàn, chú vé số bên kia 200 ngàn. Chú nãy cái mắt của chú là chú nói bị gì? Bình ga luôn. Bình ga. Quá trời luôn. Năm nay chú bao nhiêu tuổi chú? 65. Chú bao nhiêu tuổi chú? 70 hả? Gửi cho chú 200 ngàn, chú 200 ngàn đi. Rồi mà dạo này buôn bán được không? Tình hình corona nói chung là khá là trầm trọng. Quá wow, trời. Rồi đi tối bán là bán suốt đêm luôn á hả? Hay sao? Cô bán suốt đêm luôn hả? Chú là người miền Trung, Quảng Ngãi hay là vùng nào, tỉnh nào chú? Phú Yên luôn hả? Chú Phú Yên luôn hả? Wow. Cũng trong một tỉnh đó mà nó khác huyện. Khác huyện. Rồi có mắt gì thấy đau không? Không đau, không phải là không thấy nhưng mà đau không? Nó ảnh hưởng gì không? Có đi bác sĩ gì không? Đau hả? Nhưng mà nó ý là bác có vô trong bệnh viện khoa mắt nó khám là để nó là để nó không có bị nhiễm trùng hay gì không? À, có hả? Hồi xưa là bị phỏng là phỏng hết toàn mặt luôn hả? Trời ơi. Cái này là của Mạnh Thường Quân ở nước Nhật họ gửi á, tức là họ nói là một đêm gì nãy mà bán là lời được bao nhiêu cho cô? 300 tờ thì được hơn 300 ngàn đúng không? À. Thuê phòng trọ ở. Đại lý nó cho mình ở. Ở hả? À dạ. Rồi vậy con chào cô chú nha. Dạ dạ. Dạo này bán được 300 là giỏi á, nhiều người họ nói bán được có 100 tờ à. Bán tới 1 giờ tới 2 giờ. Giờ 1 2 giờ sáng mới giờ. Mấy giờ đi bán là tới 1 2 giờ sáng. 5 giờ chiều đi giờ à. À có giờ là khoảng độ 4 giờ rưỡi 5 giờ đi giờ. Là bắt đầu đi bán á, bán tới 1 2 giờ sáng. 2 giờ sáng giờ rồi 5 giờ rưỡi dậy đi. À dạ dạ. Hết 1 giờ là giờ còn như đã sao bán như chiều không? À sao vậy? Từ sáng tới chiều sao không bán mà lại phải đi bán buổi tối. Buổi trưa thôi là dậy chiều. 5 giờ sáng đến 1 giờ chiều là nghỉ rồi. À bán 5 giờ sáng tới 1 giờ chiều, sau đó là từ sau đó buổi tối là từ 5 giờ chiều bán tới 1 giờ sáng. Dạ. Vậy có nghĩa là một ngày là đi bán bao nhiêu tiếng ta? Không biết bao nhiêu tiếng anh đi được lần. Đủ không chút à? Bán tiếng. Nhiều khi là có Mạnh Thường Quân họ giúp cho chú á. Dạ. Không phải chú cũng thường bán đường này đúng không? Có thấy hoài, có thấy dọc dọc đây hoài. Rồi. 036 2875 còn 52 rồi ở đây là dạ. Dạ. Mà cô chú là sống mình vậy hả, không có con cháu hay sao? Có con mà. Rồi nó không là không là làm gì, làm hồ hả? À, làm ruộng, làm lúa, làm mùa làm nông. Rồi cổ quá là phải dắt vô nhà đi bán vé số. À dạ. Phú Yên nó hẹp quá mà. Người có 8 tô mà. 8 tô là sao? 8 tô là
chưa được con ruộng á. Tô ruộng á, đúng rồi, nhưng mà tính ra được bao nhiêu mét vuông ta? 8 tô là 800 mét vuông hả? 800 mét vuông thì một năm làm 2 vụ đúng không? Năm 2 vụ cho đâu bao nhiêu lúa? 8 tô là 800 mét vuông mà. 2 vụ mà nào có bao nhiêu lúa, tổng hư, đồ phân, lạc, đồ sâu, đồ tính ra nữa, nhưng mà vừa phải làm. À, rồi. Có đủ ăn. Dạ. Chỉ làm có bao nhiêu đó là rồi. Không muốn làm. Dạ. Ai, dạ. Ai thơ bước thì chỉ làm. Dạ dạ rồi con chào. Rồi tranh thủ cái thủ. Dạ rồi. Con mà trúng vé số là con sẽ gửi cho cô chú. Dạ. Mua 4 tờ. 4 tờ hả? Rồi chào chú ha. Dạ dạ. Chú con mắt này là bị tai ở nè. Đuôi con này. Ủa giờ được một bên bị. Đâu có đuôi đâu. Đuôi con này. Vậy còn một bên thôi hả? Chặt kia nó đâm vô. Ôi. Đâm vô rồi rút răng nè. Mày trúng à, mày trúng đâu, mày trúng. Rồi, con chào chú ha. Dạ. Rồi, con thấy là nó cái chồng đó. Dạ, dạ. Dạ. Quá trời. Rồi, con dạ, con chào chú nha, chú đi bán ha. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Cảm ơn mấy cháu. Con mà chúng con sẽ gửi tiền cho chú. Hy vọng con chúng. Dạ. Ờ chào chú. Dạ dạ. Mình đang đi ăn khuya các bạn, sau khi phát bị sầu chay hôm nay. Thực sự mà nói thì mình thích là mình cầm tiền thế này nè và phát tận tay cho những người thực sự rất là cần. Và như mình thấy là có cảm động, có duyên á. Rồi, thôi, ăn xong mình đi về ngủ thôi. Ừ, bà đó tô hủ tiếu của tôi rồi. Nát bấy nhầy luôn. Uống bao nhiêu là tiền. Tô hủ tiếu nở hết rồi. Rồi, bây giờ là 9 giờ rưỡi tối hơn. Và chiên... khoai lang cho ngày mai 650 phần. Bé Quỳnh nó mới đi phát đồ về, ngồi nó ăn liền. Ở nhà nó đâu có nấu gì ăn đâu, nguyên ngày nó ngủ mà. Anh ta làm thịt bò. Hồi sáng nó có nấu thịt bò. Ủa biết bao giờ em làm đây nhóc làm sao? Nhóc nhà em sao? Ủa nó cái bên đó hả? Ồ, may quá.